Thưa quý vị, chỉ cách trung tâm thành phố không xa, nhưng thế giới của người bệnh tâm thần ở trung tâm điều dưỡng người tâm thần thành phố Đà Nẵng lặng lẽ buồn đến lạ. Trong cái thế giới lúc tỉnh lúc mê ấy, những bệnh nhân tâm thần bỗng dịu trở lại, họ trở nên ngoan hơn, có phần con người hơn khi đón nhận sự quan tâm yêu thương của các thành viên Đoàn Thanh niên tình nguyện Công an Hải Châu 2, Viện Kiểm sát Hải Châu và Hội Liên hiệp Phụ nữ Chợ Cồn với màu áo xanh biểu trưng cho sức sống và hy vọng. Đến thăm trung tâm với hơn 150 bệnh nhân tâm thần lang thang không nơi nương tựa hoặc trong diện gia đình đói nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không tự lo cuộc sống trên địa bàn thành phố, đoàn đã đi khảo sát các khoa nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần và tổ chức sinh hoạt vui chơi cho bệnh nhân. Chỉ vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nhưng dường như mỗi thành viên trong đoàn đã cống hiến hết mình, quên đi màu áo xanh để vì dân mà tận tụy. Tuy những phần quà như là suất ăn, là những tô bún hay là những quả bánh nhỏ thì đảm bảo về giá trị vật chất, mà trong đó vẫn còn chứa hơn nữa là sẽ chứa những tấm lòng của các bạn đoàn viên và các mạnh thường quân gửi cho các bạn bệnh nhân. Để là chia sẻ với là những bệnh nhân tâm thần hay là những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên do đó là chị em chúng tôi là rất cố gắng thường xuyên là vẫn đi thăm bệnh nhân. Đa số các bệnh nhân tâm thần đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Những bếp ăn từ thiện của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân của đoàn đã giúp đỡ rất nhiều cho các bệnh nhân tâm thần nghèo có được bữa ăn đầy đủ hơn, giúp trung tâm điều dưỡng có thể tiết kiệm chi phí, có điều kiện tốt hơn để điều trị bệnh. Con xin cảm ơn mấy chú công an và mấy chú kiểm viên cảnh sát và mấy cô trường hoa phục đỏ và mấy chợ cồn lên đây để cùng vui chơi với các em. Mấy em tinh thần thoải mái. Chia tay các bệnh nhân tại trung tâm, chúng tôi vẫn khắc khoải về cuộc đời, số phận bất hạnh của những bệnh nhân không may mắc bệnh tâm thần đang điều trị nơi đây. Mong rằng xã hội sẽ bớt đi sự kỳ thị, dang rộng vòng tay yêu thương, giúp những bệnh nhân tâm thần có thể sớm bình phục, hòa nhập với cuộc sống đời thường. Và cũng cảm kích những tấm lòng vàng đã trao cho những bệnh nhân tâm thần tình yêu thương, để họ có thêm niềm tin chiến thắng bệnh tật.